hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, được sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh. Hôm nay, Ban thường trực Ủy ban đặt trụ ATM gạo cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, và đó cũng chính là lý do của chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Công Chánh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Công Thương Tây Ninh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Tây Ninh. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi cũng rất vinh dự khi nhận được sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đại diện lãnh đạo phường 3, bà con nhân dân phường 3, thành phố Tây Ninh, và đặc biệt là các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, đại diện của các doanh nghiệp đồng hành của chương trình cũng có mặt ở đây với chúng ta. Xin được nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa quý vị, để ra mắt trụ ATM gạo cho hộ nghèo trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông Võ Hùng Việt, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh lên phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa ông Nguyễn Văn Tri, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Thanh Nam, Phó Chủ nhiệm báo Tây Ninh. Kính thưa ông Lê Trung Chánh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Tây Ninh. Trước nhất, chúng tôi xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đến dự buổi ra mắt ATM gạo hỗ trợ cấp miễn phí cho người lao động nghèo trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 do Hiệp hội tỉnh Tây Ninh đặt tại đây hôm nay. Xin chúc sức khỏe toàn thể quý vị. Hưởng ứng là kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh giúp đỡ người lao động nghèo, và với sự hỗ trợ giúp đỡ nhiệt tình của cộng đồng doanh nghiệp, của hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, đặc biệt là công ty cổ phần cơ khí Tây Ninh, công ty Hải Đăng, công ty Tân Ngọc Lực, phân bón Phúc Thành, công ty Hải Đăng Khoa, công ty Cao Su Tiên Anh, công ty Quỳnh Anh, công ty Vệ sĩ Toàn Thắng, Trà Tâm Lan hỗ trợ gạo. Trung tâm tư vấn đào tạo TBA và công ty Hoàng Quân hỗ trợ cho mặt bằng đặt trụ ATM gạo tại đây. Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, chúng tôi bày tỏ sự cảm kích, tấm lòng thiện nguyện của doanh nghiệp, chân thành cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp chúng ta, chân thành cảm ơn các doanh nghiệp nói trên. Chúng tôi mong mỗi hộ 2 ký gạo mỗi ngày, phần nào giúp được anh chị cô chú vượt qua được lúc hiểm nghèo này. Thưa toàn thể quý doanh nghiệp, trong thời gian này chúng ta rất khó khăn, không mua bán thương mại gì nữa, thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch, vừa phải có giải pháp thiết thực cụ thể để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sản xuất kinh doanh. Một lần nữa, chúng tôi vô cùng cảm sáng từ 8 giờ đến 10 giờ, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Trong lúc hoạt động, chúng tôi vẫn tiếp tục nhận các ông có hỗ trợ của quý vị, của mọi người có tâm đồng thiện nguyện. Mời quý vị lắng nghe. Chúc sức khỏe toàn thể quý vị. Toàn quân, toàn hệ thống chính trị, một ý chí, một lòng đẩy lùi dịch Covid-19. Và chúng ta đã đạt được những thành quả hết sức là đáng trân quý. Và ngày hôm nay có một thành quả nữa, chúng tôi vô cùng cảm thấy xúc động và tự hào khi là người con của quê hương Tây Ninh. Khi chúng ta có mặt ở đây, đó chính là tấm lòng hảo tâm của tất cả các mạnh thường quân, tấm lòng hảo tâm của quý doanh nghiệp đã chung tay giúp sức để chúng ta làm nên một công trình, đó chính là cây ATM gạo để hỗ trợ cho những bà con đang gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Lên những tấm lòng vàng ngày hôm nay. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, để ghi nhận và cảm ơn sự chung tay góp sức của những tấm lòng hảo tâm, ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Võ Hùng Việt, Chủ tịch Hiệp hội tỉnh, sẽ trao thư cảm ơn cho những doanh nghiệp đã có rất nhiều đóng góp để ngày hôm nay chúng ta có một buổi lễ rất ý nghĩa với cây ATM gạo dành cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu đại diện của những doanh nghiệp sau, chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên sân khấu để nhận thư cảm ơn.
Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện công ty bảo vệ Toàn Thắng 24 giờ. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện công ty Đức Thành. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện công ty cao su Liên Anh. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện công ty Trà Tâm Lan. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện công ty cơ khí Tây Ninh. Và đồng thời cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu đại diện công ty Finshop. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời đại diện của quý doanh nghiệp chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận thư cảm ơn. Quý vị, trong tình hình dịch bệnh Covid-19, mặc dù ở Việt Nam có những diễn biến rất là phức tạp, nhưng mà chúng ta cũng đã trải qua thời gian chống dịch rất là hiệu quả. Nên chương trình ngày hôm nay chúng ta vẫn phải giữ vững những cái khoảng cách, tức là 2 mét ở trên sân khấu này, thì chúng tôi mặc dù lên nhận thư cảm ơn, nhưng chúng tôi vẫn giữ trong lòng chỉ thị chính phủ, đó là chúng ta giãn cách 2 mét. Thưa quý vị, chúng ta dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn tấm lòng vàng của các doanh nghiệp. Công ty Tây Ninh và đại diện của công ty Finshop, chúng tôi sẽ được chia sẻ với toàn thể quý vị, đây chính là hai đơn vị đã góp phần không nhỏ để làm lên chiếc máy ATM gạo của chúng ta. Một đơn vị tài trợ bên ngoài chiếc máy và một đơn vị là tài trợ phần mềm để chạy gạo. Xin được mời đại diện của công ty Toàn Thắng 24 giờ. Thưa quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn quý đơn vị. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta có thể thấy được trên sân khấu, mặc dù chúng ta trao bằng khen để ghi nhận những cái sự đóng góp của những tấm lòng hảo tâm, nhưng mà trong chương trình ngày hôm nay chúng ta bắt buộc vẫn phải chấp nhận chỉ thị 16 của chính phủ về giãn cách xã hội, cho nên là chúng ta phải giữ khoảng cách 2 mét. Chính vì vậy trong cái quá trình mà gửi cái bằng khen để ghi nhận những tấm lòng của quý đơn vị, quý doanh nghiệp, thì có một chút sự rắc rối trục trặc nhỏ, nhưng mà chúng tôi tin là đối với quý doanh nghiệp thì điều này không quan trọng, mà quan trọng là ngày hôm nay chúng ta đã góp phần của mình để cho bà con trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đặc biệt là những bà con nghèo, chúng ta có thêm động lực, chúng ta có thêm những cái phần quà để chúng ta vượt qua cái bệnh Covid-19 đang rất là phức tạp này. Kính thưa đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa bà con nhân dân, chương trình khai trương trụ ATM gạo đến đây là kết thúc. Và chương trình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các công ty doanh nghiệp mạnh thường quân đã hỗ trợ để Tây Ninh có trụ ATM gạo, thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, rất mong nhận được sự tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa của các đơn vị công ty mạnh thường quân để trụ ATM gạo hỗ trợ người nghèo duy trì hoạt động lâu dài và mở rộng trụ ATM cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và nhiều địa bàn tỉnh khác nữa. Lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, và đặc biệt là mời hai đơn vị đã chung tay làm nên chiếc máy ATM gạo này, chúng ta sẽ tiến vào chiếc máy để chụp những hình ảnh lưu niệm cùng với ban tổ chức chương trình, cùng với bà con trong buổi sáng ngày hôm nay. Mình chúng ta cũng cố gắng là nhớ giữ khoảng cách 2 mét để đảm bảo chỉ thị 16 của chính phủ. Thành đến với chị Ngọc Sâm, gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty Đức Thành, gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty Phúc An Phát, gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty truyền thông ATM website chợtayninh.vn, gửi lời cảm ơn chân thành đến với công ty Tân Ngọc Lực, gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty Hải Đăng Khoa, gửi lời cảm ơn đến cà phê Cây Bàn, gửi lời cảm ơn chân thành đến với công ty cao su Liên Anh, gửi lời cảm ơn chân thành đến với công ty Thanh Niên Xuân Phong, gửi lời cảm ơn chân thành đến với công ty Trà Tâm Lan, gửi lời cảm ơn chân thành đến với hải sản lưới biển, gửi lời cảm ơn đến với cá nhân chị Đỗ Thị Thiệp và Nguyễn Thị Thanh, gửi lời cảm ơn chân thành đến với công ty Davinpa, gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty Cơ khí Tây Ninh, gửi lời cảm ơn chân thành đến với công ty Finshop, gửi lời cảm ơn chân thành đến với công ty Đạt Alu, gửi lời cảm ơn chân thành đến công ty cổ phần đầu tư và phát triển giáo dục TBA, và đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ABC và màu xanh đã đồng hành cùng với chương trình. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với toàn thể quý vị, kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính chúc đại diện các khối doanh nghiệp, các nhà hảo tâm luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống để tiếp tục đồng hành cùng với bà con. Và là những lúc này, sau khi mà các đồng chí lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm cùng với các doanh nghiệp xong, thì chúng ta sẽ tiếp tục phần phát gạo và nhận gạo của bà con.
Thưa quý vị, thưa bà con, thì trong khi bà con nhận gạo, chúng tôi xin được lưu ý một số điều như sau. Bà con nhận gạo cần lưu ý đeo khẩu trang khi đến nhận gạo, không tụ tập đông người ở phía ngoài cổng. Chúng ta không làm mất trật tự tại nơi nhận gạo, để xe đúng nơi quy định, xếp hàng và giữ khoảng cách 2 mét, rửa tay sát khuẩn khi nhận gạo. Và cây ATM của chúng ta sẽ hoạt động liên tục từ thứ 2 đến thứ 6, sáng từ 8 giờ đến 10 giờ và chiều từ 14 giờ đến 16 giờ. Xin được một lần nữa thông tin. Thì vui lòng hỗ trợ ban tổ chức là chúng ta về nhà và 2 giờ chiều nay chúng ta sẽ quay lại.
còn những ai ở Tân Sơn thì sẽ nhận hết Tân Sơn rồi chúng ta sẽ ra về. Và chúng tôi nhắc lại những ai đang ở ngoài mà chưa nhận gạo thì 2 giờ chiều nay chúng ta sẽ quay lại. Sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Xin được trân trọng cảm ơn. Gạo của mấy tấn? Này mấy tấn? 5 tấn. Đây là xe gạo của công ty Liên Anh Cô Su. Công ty Liên Anh 5 tấn. Tại sao cho bà con? Hoạt động của cây là từ thứ hai đến thứ sáu, khi mà cây em tiếp tục hoạt động thì chúng tôi cũng rất mong
ta sẽ tiếp tục hướng dẫn anh em và chia sẻ những em nào mà ngày hôm nay chưa có tay lên, leo có tay lên để là tiếp tục hỗ trợ cho bà con và hướng dẫn cho bà con cách nhận gạo ở đây. Chúng tôi rất là mong chờ sự giúp đỡ cũng như là sự hướng dẫn của anh em và bà con. Mấy người đó ở từ sáng giờ rồi, về đi. Bạn xem video vui vẻ, nếu thấy hay xin subscribe và chia sẻ. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn.